Thì nếu như mọi người xem mà Thép không giới thiệu thì chắc không không biết đâu. Đấy, đó là anh Hiếu. Người quay phim của anh Nhân. Thì anh Hiếu cũng rất là vui tính nha các bạn. Đồng hành với Thép rất là nhiều video, và đặc biệt là video Tà Năng Phan Dũng. Trong team á mọi người, anh em rất đông, khoảng 10 người á. Nhưng mà cái nấu ăn á thì anh Hiếu làm. Trước kia anh Hiếu, công việc của anh Hiếu là làm đầu bếp. Bây giờ anh Hiếu nấu ăn rất là ngon. Bữa nào mà ăn uống rồi thì anh Hiếu tự biên đạo hết tất cả các món ăn anh Hiếu là nấu hết cho anh em tụi mình ăn luôn các bạn. Ngày hôm đó là anh với anh Nhân cũng đi, gọi là đi cả ngày á. Bắt đầu quay ở Dân Dễ xong bắt đầu đêm đó là hai anh em phát quà trên bãi rác. Trên bãi rác xong đi về tới nhà lúc đó là tầm khoảng 8 giờ kém. Rồi vợ thì để mua phở gõ để sẵn rồi, anh vừa mới cởi quần dài thôi, xỏ quần đùi vô. Bước ra bật cái bếp điện lên để hâm nước phở ăn á. Thì cái chai cồn nó ngã xuống. Mà anh cũng không biết tại sao cái quán tính anh tí theo thì bắt đầu nó chế từ đầu chế xuống luôn. Ủa, cái thì bữa hôm đó là chị đang đi tắm. Hồi chị đi tắm xong rồi chị nghe Hiếu le á. Rồi ra xong rồi chị thấy Hiếu như bọn la sóc. La là sao? Là le é é á. Bị phồng á thì le é é. Xong rồi chị trong buồng tắm ra thì chị thấy giật. Thấy vậy như một gọn đuốc sóng á, chị xô với lật đật. Thấy cái mền phủ lên á. Xin chào tất cả mọi người. Như xin chào cô chú anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang ở đâu vậy anh Nhân? Ủa chứ em tính là em đi đâu? Ý là em bữa nay là chở anh Nhân với Nhi đi thăm anh Hiếu. Nhưng mà không biết là ở vị trí nào, ở đâu. Ở đây là phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa. Thì cách đây hình như là cái câu chuyện đó cách đây chắc hơn một tháng rồi đúng không? Thì anh Hiếu thì là một cái người anh mà quay phim cho anh Nhân, cho kênh của Nhân Gà Vlog. Thì anh Hiếu thường xuất hiện trong những cái video ẩm thực, video gia đình và làm ẩm thực cho Thép. Thì anh Hiếu là người nấu ăn thì chắc là khán giả xem cái video của Thép thì cũng biết anh Hiếu, cũng có một số khán giả biết. Và chuyện cũng rất là buồn về vấn đề trước Tết thì anh Hiếu có xảy ra một vụ tai nạn phỏng cồn. Anh Nhân, hôm bữa giờ anh Nhân có thăm anh Hiếu lần nào chưa? Thì anh cũng có ghé thăm Hiếu rồi, nhưng mà anh thấy cái tình trạng của Hiếu nó... Hiếu thì nói là đỡ rồi. Nhưng mà khi mà anh nhìn qua những cái hình ảnh đó thì anh nghĩ là nó cũng chưa có đỡ hẳn đâu em. Anh nghĩ nó còn nếu mà muốn đỡ hẳn thì ít nhất cũng phải là 2 đến 3 tháng nữa thì mới có thể tái hòa nhập được ra với môi trường sống bình thường. 2 đến 3 tháng nữa hả? Thì sau khi mà anh Hiếu bị tai nạn á, thì nhóm của team của Cú Đấm Thép TV cũng có gửi một số tiền để ủng hộ cho anh Hiếu và gửi qua cho anh Nhân. Thì anh Nhân đã có thăm, hình như là em nhớ là anh Hân quay cho khán giả xem là 1 đến 2 video rồi đó. Và sau cái video, không biết tại sao mà khán giả bên kênh Thép cũng biết, cũng có anh em mình có sự liên kết với nhau á, thì khán giả bên Mạnh Thường Quân bên kênh của Thép á, cũng gửi tiền về cho Thép một số tiền, nhờ Thép đi ra thăm anh Hiếu, với lại trao cái số tiền đó cho anh Hiếu. Và bữa giờ mình cũng nói thật sự với tất cả mọi người là mình cũng chưa ra thăm anh Hiếu lần nào hết. Hôm nay Thép sẽ dẫn tất cả mọi người cùng anh Nhân và cùng Nhi đi tới thăm anh Hiếu coi thử như thế nào. Mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng Thép nhé. Bây giờ thì anh Nhân nhớ nhà không? Anh nhớ em ơi, hình như rẽ phải á. À, chắc em cũng nghĩ là vậy á. Sao anh em mình suy nghĩ giống nhau với ta? Đây, rẽ phải này. Sau đó thì rẽ trái em ơi. Rẽ trái, rẽ trái. À rồi rồi, ok. Đầu miếng đất này đi ha. Để xe đây. Đây, anh em mình để xe đó đi. Để em. Mình ra đồng đầu báo trước cho Hiếu rồi không biết có nhẹ không nữa. Không báo trước luôn. Anh đồ kìa kìa Hiếu kìa. Ủa? Anh Hiếu ơi. Ủa? Cái gì vậy? Anh đi ngang qua. Anh đi ngang qua mình như một người vô hình vậy chở. Bữa nay ốm quá hồi nhận ra luôn ha. Ủa bữa nay sao xúc ký vậy? Xúc 1 ký. Trời ơi, sao xúc vậy? Xúc ký cũng còn đẹp trai đấy. Còn đẹp trai anh. Anh Nhân em mượn mít đây. Được.
Đâu đâu coi coi. Đẹp trai mà. Nói chung cũng còn. Cỡ này gái nó thèm rồi cũng dữ lắm nè. Mà có khi đẹp trai hơn lúc trước luôn. Thôi đi vô nhà đi. Đây 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 đây. 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 Ờ, 1 ký hả? Dạ. Súc 11 ký. Một phương pháp giảm cân. Đây. Bơi. Ủa anh chạy ngheo như người vô hình luôn trời. Không để ý là nhìn đường mà. Ờ. Ủa chứ anh chạy ngheo qua em, anh biết có biết em không? Không, anh chạy, anh lo anh chạy nè. Ủa? Vậy là mình dựng chiếc xe đó mà mình đi cái đầu trọc lóc gì mà không nhận ra luôn hả? Ờ, đi vô ngồi chơi. Ôi, bây giờ mình sẽ kiếm một cái vị trí nào đó nó thoáng thoáng, anh em mình ngồi tâm sự đi. Trời ơi, nè, còn mú kìa. Đâu có, cái này là nó đang khô để lột ra anh. Nó khô rồi. Ủa sao anh thấy gì mà nó bay mùi dầu dừa dưới ta? Dầu dừa mỡ trăng. Cái thuốc gia truyền á em. Anh đang băng bó hả? Không, nó còn một đường nhỏ chỗ này nè. Mình phải băng lại. Bởi vì nó còn ướt á. Nếu mà không băng lại sợ cái quần này nó dính vô. Tính ra anh Hiếu bị ngày mấy ta? Anh bị bữa 21 Tết. À 21 là cái bữa đó như thế nào anh kể lại cho em nghe. Hôm bữa giờ em chưa thăm anh Hiếu nữa. À, ngày hôm đó là anh với anh Nhân cũng đi, gọi là đi cả ngày á. Bắt đầu quay ở Dàn Dẻ xong bắt đầu đêm đó là hai anh em phát quà cho bãi rác. Ừ. Bãi rác xong đi về, về tới nhà lúc đó là tầm khoảng 8 giờ kém. Rồi, vợ thì để mua phở gõ để sẵn rồi. Anh vừa mới cởi quần dài thôi, xỏ quần đùi vô. Bước ra bọt cái bếp điện lên để hâm nước phở ăn á. Thì cái chai cồn nó ngã xuống. Mà anh cũng không biết tại sao cái quán tính anh tí theo. Ừ. Tí theo thì bắt đầu nó chế từ đầu chế xuống luôn. Ủa cái chai cồn là cái chai cồn nào? Chai xịt khủng á em. À chai xịt khủng 90 độ hay 70 độ? 90. À 90 độ, nó vô tình nó ngã xuống là mình té luôn hả? Ờ tự nhiên anh té. Ủa tại sao nó ngã mình té ta? Anh cũng không hiểu, rồi bắt đầu lúc đó rồi cái miệng anh đang ngậm đi thuốc. Ủa mà cái chai cồn nó cách cái chai cồn nó cách đất bao nhiêu mét? Cái kệ bếp đó tầm khoảng nhiêu đây với mấy. À có nhiêu đó hả? Rồi nó chai cồn chắc cái loại chai to hả? Chai 1 lít á. À nó rớt xuống xong bắt đầu cái anh té theo, xong bắt đầu đang ngậm đi thuốc nữa. Phật luôn. À Phật bắt đầu anh le lên, vì vợ anh mới chạy ra anh lấy. Anh la lên hả? Lúc đó là le đâu quá. Là sao? Giờ mà em hỏi anh le sao anh không biết. Không, cái lúc đó mình nghĩ là cái cảnh tượng nó rất là kinh hồn luôn. Bởi vì ngọn lửa mà nó vừa bực lên một cái là nó cháy. Nó cháy hết cả người anh luôn hay sao? Cháy hết luôn. Là trên đầu, từ đầu tới chân là cháy hết luôn. Ở trên này thì nó cháy nhẹ. Kiểu như là nó xuống mà, nó đang xuống mà. Nó Phật lên là đứng dậy rồi. Là nó bắt đầu xuống dưới đây. Anh chỉ le lên bắt đầu vợ anh chạy ra vậy quản. Rồi giờ anh làm gì? Bắt đầu vô lấy cái mền mà đắp á. Quấn lại. Trong vòng tầm khoảng 3 giây à. 3-4 giây thôi chứ không có gì. 3-4 giây thôi hả? Ừ, 3-4 giây thôi. Trời. Nếu mà đêm đó không có vợ thì chắc có lẽ là một là bị nặng, hò hai là chết à. Ừ. Bởi vì cái cồn nó cháy rất là lâu. Anh tuổi con gì? Anh khỉ, nhâm thân. Nếu mà đêm đó chậm chút xíu nó thành khỉ nước. Không, mình nhiều khi mình cũng buồn nhưng mà cái buồn gì nó cũng qua hết đó các bạn. Chỉ có buồn ngủ là không tha ta ngày nào thôi. Bởi vậy thì thấy anh Hiếu vui vẻ thì thép cũng vui vẻ luôn. Chứ khán giả cũng đừng có nghĩ là tại sao mình lại giỡn đùa cợt vậy. Chứ nãy thật sự thấy ông Hiếu chạy ngang qua mình không nghĩ là anh Hiếu luôn á trời. Không nghĩ chạy ngang qua như người vô hình luôn không? Anh đang lật đật chạy mua cái ống nước á, về sửa lại. Bữa nay thì nói chung là đỡ khoảng 95% rồi. Vậy là cái lúc đó vợ của anh Hiếu rất là nhanh trí luôn, cầm cái mền ra quấn vô người anh trong vòng 3 giây thôi. Trong 3 giây à. Thép tưởng tượng mà lúc có cái cảnh tượng mà tất cả khán giả suy nghĩ em, lúc mà nó phật cồn nó cháy con người mình là như là cái kiểu như là mấy ông thầy tu mà quay những cái video mà tự thiêu á, cái cảnh tượng nó phải nó rất là kinh hãi luôn các bạn. Xong vợ cũng nhanh trí cầm cái mền khô hay mình ướt. Mền khô đâu có thời gian để nhúng nước đâu. Đúng là lấy cái mền khô á. Xong trùm lại cho nó, đè lại cho nó không còn không khí nữa thì mặt mày nó không cháy nữa. Chứ nếu mà trong cái trường hợp đó mà chúng ta lấy nước tạt lên thì chắc là mình nghĩ là nó tuột hết bộ da luôn. Tại nó đang nóng á, mình tạt vô liền á, nó tuột hết không, da. Mà lúc đó cũng sai làm một thứ, bởi vì khi mà dập xong á, nóng quá, cái cảm giác nó nóng, nó rét á. Anh chịu không nổi, anh mới bò vô nhà vệ sinh. Anh kêu vợ lấy cái vòi tắm á, xịt lên thì nó mới bị nặng hơn. Chứ nếu mà lúc đó không xịt á, thì nó sẽ nhị. Cái lúc đó cái đầu anh nó có cháy không? Mà sao em thấy còn tóc? Anh mới hớt. Ý là cái lúc cái có chứ, nó cháy xém bên đây nè. À cháy xém hả? Nặng nhưng là lỗ tai, hai lỗ tai. À. Còn mấy chỗ này là kiểu nó cháy sơ đây thôi. Bắt đầu xuống bả vai này, hai bên tay đây, đổ đây xuống. Bây giờ anh có thể nếu có thể cởi áo là cho em và tất cả khán giả xem được. Để em... Nghe, đây, tất cả mọi người xác xác cho em.
cầm cái áo cho em anh Nhân. À này dấu thiệu còn cháy lên đây. Nói chung là em tưởng đâu là khi mà sau khi mà nó hồi phục lại cái bộ da á, nhìn nó kiểu như ghê rợn, những người mà bị tạt axit á, nhưng mà anh Hiếu này có vẻ cũng nhẹ anh Nhân. Cái lỗ chân lông ảnh vẫn còn phát triển được luôn phải không? À, tất cả cả nhà xem nè, cái lỗ chân lông của anh Hiếu vẫn còn phát triển được luôn. Nó vẫn ra mọc ra cái lỗ chân lông thấy không? Đây nè, cái này thì nó hơi nặng chút xíu là tiệt lỗ chân lông luôn. Đây, như cái đây là tiệt lỗ chân lông luôn. Đấy, không còn lỗ chân lông luôn á. Về sau đây nữa. Đâu về sau nữa hả? À đây. Kéo từ đây kéo xuống nè. Chỗ nào bị nặng á là sẽ không còn lỗ chân lông nữa. Ê, em biết lo một cái điều là biết như thế nào không? Lo cái mặt anh Hiếu á. Sau khi mà nó táp vô á, xong cái tại mình đã tít đã từng quay những người bị tạt axit rồi, thì những người nổ bên gai em cũng quay luôn rồi. Thì sau khi mà cái họ hồi phục á, nhìn rất là hãi hùng luôn, nhìn nó bị kéo cơ rút cơ. Kéo cơ rút cơ rồi nhìn cái da của họ phải nói là mình nhìn vô là mình thấy ớn luôn các bạn. Chân này là tưởng bị rút cơ nè. Ừ, nhưng mà anh Hiếu gì là cũng còn may anh nha. Bữa anh đi là cái thọt cái anh con xuống. Rồi còn cái chân đang bó gì không đây? Đây, đoạn này. Có gỡ ra xem được không? Được. Ừ, gỡ ra xem luôn cho khán giả xem luôn kìa. Đây. Cái chân này thì nặng nhưng mà giờ nó khô. À, giờ anh Hiếu hả? À, em chào chị nha. Chị ra chơi chị ơi. Ui cha, coi này, tất cả khán giả xem này. Chị ra đây em hỏi cái chuyện này cái chị. Con chào bác. À, con mới ra. Dạ dạ. Còn chỗ này thì cái này thì sợ ảnh hưởng tới hình ảnh. Rồi. Dạ con vừa. Trời ơi. Bị chỗ này nó nặng nè, tất cả khán giả xem này. Nó có ảnh hưởng gì tới gân mình không? Không, hồi bữa thì anh tưởng là sẽ bị rút. Bởi vì lúc đó anh không có nhìn rõ cái vết thương á. Ừ. Bây giờ nó cũng là này. Anh có cái phương pháp nào để trị da rồi không? Có chứ anh. À. Anh vẫn đang theo thuốc nè. Mình làm luôn luôn làm cho da nó ẩm chứ không để da nó khô. Đúng rồi, em thấy như anh Hiếu đang xài cái dầu dừa đúng không? Dầu dừa với mỡ trăng. Cái nó thuốc gia truyền của họ. Nó có một cái mùi bay mùi dầu dừa. Đúng rồi. Nhờ cái thuốc đó nó mới đẩy tiến triển nhanh nè. Chứ mới đầu là bác cái bè chị thay băng, cái bè nó dự kiếm phải 2 tháng mới lành. Đó. Vậy là mới có 1 tháng này hơn tháng mấy anh Nhân? Tháng 6 ngày. Cái ngày đó là thép nhớ là còn vài ngày nữa là ăn Tết rồi. Đúng rồi. Là mình nghe tin anh Hiếu vậy vậy luôn. Vài ngày nữa là chúng ta ăn Tết rồi. Xui, hết mất cái nào rồi. Với lại cũng kiêng cử kỹ nó mới như thế này nè. Có ăn tôm ăn vậy rồi được không? Cử hết tất cả mọi thứ luôn. Cơm cũng cử luôn. Cơm cũng cử luôn hả? Bởi vì lúc đợt nằm trong đó bác nghệ sĩ xét nghiệm ra tiểu đường á. Bác sĩ cũng lo là bởi vì cái bệnh tiểu đường mà có là cái vết thương nó sẽ rất là lâu lành mà có khả năng bị lét ra nữa. Bắt đầu kiêng cử hết, chỉ ăn rau luộc, rau xèo rồi gì. Hạn chế đưa tinh bột luôn. Thời gian đầu thì ăn cơm gạo lứt. Rồi bắt đầu bữa giờ mẹ anh hái cái trái khổ que rừng á, nấu nước uống vào cho nó mát. Rồi có cô chú nào bên nước ngoài được gửi thuốc về thao không ta? Có về cô, một cô bên Thụy Điển gửi cho hai hũ Vaseline. Cô tên gì? Cô... Tuyết hả? Tuyết, à Tuyết Julie gì đó. À hôm nay thép lại cầm 10 triệu của cô Tuyết gửi cho anh Hiếu đem ra cho anh Hiếu nè. À đúng rồi, à, cái cô Tuyết có một đem chị tới nhà đúng không? À có một bà chị thay mặt cô đó đem hai. Tại cái chị đó, cái cô đó là cô ở trên Thụy Điển á, xong bắt đầu cái có bà con ở Nha Trang mà luôn. Anh băng lại nha. À đang băng lại. Nói giờ thì cũng tạm ổn rồi đó. Giờ là tự thay hết. Rồi anh bây giờ anh đi bộ đi rồi được không? Anh chạy được luôn rồi. Chạy được luôn hả? Vậy là khả năng anh Hiếu đi làm lại cũng được rồi đó. Ngày mai anh tính ngày mai vào lại nè. Ủa tính ngày mai đi làm lại anh Nhân? Nhìn vết thương này mà em nghĩ đi làm được không? Không, bên trong thì anh không con thấy. Con chào bác. Bác vô đây ngồi chơi bác. Ba của anh Hiếu đẹp trai ghê luôn. Ba anh Hiếu đẹp trai hơn anh Hiếu á. Ai cũng nói vậy đó. Đẹp trai hơn không? Hả? Đẹp trai hơn không? Đẹp trai hơn chứ. Ủa mà sao bác có cái cặp chân mày đẹp ghê luôn á mọi người. Độc nhất vô nhị mà hồi giờ thép mới gặp luôn á. Cặp chân mày bác đúng độc luôn á. Phải không? Dạ. Thường á là ta chân mày gì mà bác tới đây là bác lại dài ra nữa. Bọc xuống. Bọc xuống nữa. Cái chân mày này là thể hiện cái những người có tướng hả? Làm vua đúng không?
Hay, bác có thể nào cho con review cái bộ chân mày của bác không? Vào đây em. Đấy, tất cả cả nhà xem này. Đấy. Kiểu mà tới đây xong bắt đầu lại có một cái đoạn dài vập xuống nữa. Đó. Khó khá không? Khó lắm. Những người mà như bác là thường là làm vua không á. Nếu mà ngày xưa làm vua á. Vua một nước á. Làm tướng anh à. Tướng đồ á. Vua mà coi như vua ấp. À, vua mà mình đi bắt ấp á. Chứ vua vậy. À, chị cũng giống ba chị luôn hả? À. Đẹp trai ghê luôn. Vua bắt ấp. À, bắt ốc hả? À, bắt ốc. Ủa sao mà hỏi này bác đừng buồn chứ, sao bác đẹp trai mà sao để anh Hiếu được cũng hơi xấu vậy? Tại vì nó bị ấy mới xấu á. Bị lai hay sao? À, bị lai. Bị lai ai? Rạp ở bên Hồ Kỳ ở trong Hồng Sen nè. À. Mỹ nó qua á. Mới lai. Ủa lai Mỹ hả? À, lai Mỹ. Vì phải nó không? Đẹp trai hơn á. Thì Hồng Sen là Mỹ Thuận á. Mỹ Thuận. À. Cái thôn Mỹ Thuận. Mỹ Thuận Mỹ Trạch á. Mỹ nó quen nó làm sợ Mỹ rồi nè. Mình mới lai. Ờ thì hôm bữa thì cũng có Mạnh Thường Quân họ gửi tiền cho em á, xong họ nói là bữa nào ra thăm anh Hiếu á thì em đem ra cho anh Hiếu. Ờ lấy tiền cho anh. Cô Tuyết hồi nãy em nói ở Thụy Điển gửi cho anh 10 triệu để cho anh Hiếu có tiền đồ mua thuốc, mua đồ thò thêm nha. Rồi cô Ho ở Mỹ gửi cho anh Hiếu 200 đô là 4 triệu 6, là tổng số tiền là 14 triệu 600. Để lấy tiền cho anh đi em. Ủa bác đi chơi hả? Dạ, cảm ơn bác nha. Dạ. Hôm nay là con lại gặp một một nhân vật khác với những người bình thường. Có cặp chân mày đẹp. À đầu con á hả? Sao bác? Nhu lên nè, gần rồi. Chuẩn bị rồi á, chuẩn bị thành công rồi. Chuẩn bị đất đâu. À đây là số tiền của 14 triệu 6 đúng không em? Của cô Ho ở Mỹ gửi cho anh Hiếu là 4 triệu 6 là 200 đô la Mỹ á. Với lại cô Tuyết ở Thụy Điển gửi cho anh Hiếu là 10 triệu mà em... Cô Tuyết thật sự gửi lâu rồi, nửa tháng rồi. Nhưng mà em không có cái thời gian mà em đi ra thăm. Hôm nay cũng đi ra thăm anh Hiếu gửi cho anh số tiền này luôn. À, thì trước tiên thì cho con xin gửi lời cảm ơn tới cô Ho. Với lại cô Tuyết cũng đã dành cái sự quan tâm đến lúc cho con là bị... gọi là gặp một cái sự cố không may như thế này. Cái thứ hai nữa là cũng anh cảm ơn em với lại anh Nhân với lại Nhi tranh thủ sắp xếp thời gian ra thăm anh. Sẵn clip ngày hôm nay á thì hồi bữa giờ thì cũng muốn nói với anh Nhân nhưng mà cũng chưa có dịp, sẵn tiện ngày clip ngày hôm nay luôn. Thì hồi bữa từ lúc em bị tai nạn tới giờ luôn thì cũng có được rất là nhiều anh em YouTube nè, các cô chú anh chị quan tâm gửi lời hỏi thăm từ tinh thần tới vật chất. Thì giờ cái bệnh thì em cũng đã khỏe rồi. Chi phí thì nói chung mọi thứ nó cũng ổn rồi, không sao hết. Thì nói sao ta? Thì chắc có lẽ là... Ý là hôm bữa giờ cái vụ tai nạn của anh Hiếu xảy ra không may như thế này là hôm bữa giờ anh đã gọi là có bảo hiểm không? Có, anh có bảo hiểm. Có bảo hiểm là ý là hôm bữa giờ anh tốn bao nhiêu tiền cái vụ tai nạn? Ở trong bệnh viện không là 5.2 triệu. Còn từ lúc mà về đây á, là từ bữa ngày 26. Từ ngày 26 tới ngày mùng 7 thì một ngày như vậy là anh tốn 1 triệu rưỡi. Một ngày 1 triệu rưỡi. Thay băng á, 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi. Còn từ qua ngày mùng 7 rồi thì cái chi phí thay băng nó sẽ thấp hơn bởi vì nó lành rồi đó. Thì nó sẽ hệ lại. Thì nói chung những cái, toàn bộ cái khoản tiền mà cái, tất cả các anh em YouTube nè, các cô chú anh chị quan tâm gửi về á, thì nói chung là dư chứ không có thiếu. À dư. Dư rồi chứ không có thiếu nữa. Thì sẵn tiện ngày hôm nay thì anh cũng nói là chắc có lẽ nếu mà có cô chú anh chị nào á, anh biết là khi em đăng clip này lên thì không biết là ít hay nhiều cũng sẽ có cô chú anh chị sẽ động viên thêm. Thì nếu mà có thì anh nhờ em. Em một là em từ gọi là cảm ơn giùm anh và từ chối nhận giùm anh. Không phải là từ chối mà gọi là anh đã đủ rồi, còn để cho những cái hoàn cảnh khác nữa. Còn nếu không nữa thì em bỏ vào quỹ từ thiện để em giúp những cái mảnh đời khác. Đó rồi. Đó là cái gọi là cái tâm ý nguyện của anh. Rồi. Bởi vì thì anh cũng làm cái đi với anh Nhân cũng biết mà. Khi mình đủ rồi mình thì mình nên nhường lại cho người khó khăn hơn mình. Đó là cái lời mà anh muốn nói luôn. Rồi cố gắng lên anh. Nói chung mọi chuyện không may không ai có không ai mà muốn được, nhưng mà mình thép nghe cái tin của anh Hiếu phải nói là rất bất ngờ.
mình sợ là sau này lỡ anh Hiếu anh có biến dạng, anh có cái hình vẽ đẹp trai như ngày xưa không còn nữa thì thế cũng rất là buồn. Nhưng mà sau khi mà gặp anh Hiếu thì mình thấy là hình như là anh vẫn đẹp trai như một ngày nào đó hả? Thậm chí là ốm hơn nữa. Ốm hơn nữa. Ốm hơn. Thon hơn nữa. Ờ, chị ơi. Chị ra đây chơi chị, em hỏi chuyện này một cái. Dạ dạ. Từ cho nhân tiện cho anh cái này cái nữa. Sáng hôm nay là đi cùng với em Huy á, mới có cái dịp là gặp Hiếu. Thì cách đây mấy hôm á thì có vợ chồng cô chú Hương Tệ ở bên nước ngoài á. Thì có nhờ anh là khi nào mà ghé thăm Hiếu á là gửi tặng cho Hiếu là 300 đô. Vì thế sẵn nhân tiện đi với em Thép á thì anh cũng thay mặt cô chú là trao cái khoản tiền này cho Hiếu luôn để bồi dưỡng sức khỏe rồi mau lành bệnh thì tiếp chị tục đồng hành. Đây rồi 300 đô của vợ chồng cô chú Hương Tạ ở bên bên Mỹ á. Chuyện rồi đây. Rồi em con cũng cảm ơn vợ chồng cô chú luôn. Không biết nói gì nữa, nói chung là chúc vợ chồng cô chú với lại cô Ho và cô Tuyết gia đình sức khỏe dồi dào. Rồi. Hy vọng là gia đình của cô Hương Tạ sẽ xem được cái video này. Giới thiệu với cả nhà, đây là vợ của anh Hiếu. Cả nhà thấy vợ dễ thương không? Mặc dù hơi xấu nhưng mà lấy vợ rất là dễ thương, giống như thép vậy đó. Đặc biệt là mấy người xấu xấu mà lấy vợ dễ thương lắm mọi người. Thì cái vụ tai nạn đó thì vợ của anh Hiếu là chính là người cầm cái mền để dập tắt cái con lửa đó trong ngày hôm đó, đúng không? Lúc đó như thế nào chị có thể kể trực tiếp cho khán giả nghe được? Nãy em có nghe anh Hiếu kể rồi, nhưng mà cái người mà dập tắt con lửa kể thì nó sẽ hay hơn. Thì bữa hôm đó là chị đang đi tắm. Hồi chị đi tắm xong rồi chị nghe Hiếu le á. Hồi re xong rồi chị thấy Hiếu như bọn la sóc. La sao? Là le é é á. Bị phòng á thì le é é. Xong rồi chị trong phòng tắm re thì chị thấy giật, thấy giật như một con đuốc sóng á. Chị xô với lật đật lấy cái mền phủ lên đó. Lấy cái mền, sau lúc đó mình kịp suy nghĩ là mình sẽ lấy mền phủ lên. Tình huống một khúc chị tự động nghĩ ra thôi chứ chị cũng tự động nghĩ ra hả? Nhưng mà hy vọng là sau khi mà Thép đăng tải cái video này lên đó thì cũng là một cái video cảnh giác dành đến cho tất cả khán giả. Khi mà có trường hợp mà người thân mình nó bị như vậy á thì nhanh trí lấy cái mền, nếu như mà ướt thì càng tốt, mà không ướt thì khô cũng được. Hãy trùm lại để làm không khí nó không có vào đó, trùm lại và kêu cái người đó phải ngồi xuống nhỏ xíu như thế này để chúng ta trùm cái mền lại để cho nó vừa. Chứ lúc đó đừng có đứng mà giãy, dùng giãy là nó cháy hết luôn đó nha. Mà cái tốc độ cháy nó rất là nhanh nha. Trong vòng 3 giây thôi mà anh Hiếu bây giờ ra nông nổi như thế này. Nếu mà tưởng tượng để khoảng 1 phút nữa là cháy coi như là sạch hết, không còn gì hết. Đó, cũng là một cái video cảnh giác. Hoặc là nhà chúng ta mà lỡ mà có cái đám cháy nào đó mà mình muốn giải cứu một cái người nào đó trong đám cháy đó thì có thể chúng ta nhúng cái mền ướt trùm trên đầu mình chạy vô xong bắt đầu đưa cái người đó đi ra. Đó, cho có cái mền ướt là rất là lợi hại luôn. Đó là tốt. Chứ mình đừng có lấy nước tạt vô. Như anh Hiếu bữa đó nóng quá anh lấy nước, anh xối vô cho đỡ nóng, mà ai ngờ sau khi xối vô nó bị xỉa, bị tuột da. Bác sĩ vào nói là do nhiệt độ thay đổi đột ngột quá. Đột ngột, tuột da. Thì mình thấy anh Hiếu như vậy thì Thép cũng rất là mừng. Bởi vì anh Hiếu bình phục, có thể bây giờ anh Hiếu có thể đi làm được chưa? Ngày mai là đi vô. Vợ có cho anh Hiếu đi làm nữa không chị? Ấy là có cho anh Hiếu đi làm lại được bây giờ không? Được chứ, nhưng Hiếu thích gì làm đó à? À, thích gì làm đó hả? Thì thôi lần rồi mày. Ê, anh vẫn đứng vậy, anh đi em thêm xem thử. Đi thử vòng hả? Đi thử vòng anh. Chị cầm. Đi tốt mà. Anh Nhân. Đúc hai cái túi vô. Cỡ này leo thành được không? Cỡ này leo thành được không? Gặp ma sao chạy? Cameraman vẫn luôn bất tử. Không, nói chung là anh Hiếu đi tốc độ di chuyển cỡ 80% người bình thường. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà đi mà lỡ mà gặp man sao chạy ta? Đó, sao bay rào kịp. Bình thường á, ngày xưa á, là anh không có gì á, là anh để chạy ăn anh Nhân rồi. Bây giờ chạy đều là anh Nhân lại không sao. Bụng quá thì gì nè, mà chạy thì bá đạo luôn. Gặp ma một cái là chạy mất luôn, không còn gì hơn. Có khi anh Hiếu chạy chậm á, anh đứng lại anh quay những khoảnh khắc mà cũng có lý ha. Có nghĩa là đứng lại quay luôn không có chạy nữa ha. Cũng hợp lý ha. Mình cũng từng đi theo anh Nhân và anh Hiếu để quay những cái căn nhà ma rồi này kia. Mình đã thấy cái cảnh tượng anh Hiếu chạy rồi, rất là nhanh luôn. Mặc dù bữa đó anh Hiếu to lắm, bụng bự như vậy, nhưng mà chạy bá đạo luôn. Chạy hình như là lúc đó nếu mà có quăng máy quay không ta?
May là lúc đó mới quen anh Cầm. Lúc đó mới quen anh Cầm. Chứ nếu mà Cầm đi khám phá ma nhưng mà người ta kêu là camera bất tử, đốt là camera bất tử được. Chạy trước đâu có chết được đâu. Thì một lần nữa thì thép thay mặt anh Hiếu cảm ơn tất cả những mạnh thường quân rất là nhiều đã ủng hộ cho anh Hiếu với số tiền là rất là lớn luôn. Cảm ơn tất cả khán giả đã quan tâm theo dõi video của thép nha. Bây giờ anh em mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người nha.